Sáng nay Như Huỳnh ra thăm vườn, sẵn tiện đây thì em giới thiệu dòng mai cúc thọ hương lá cẩm thạch cho mình xem. Cây này em Huỳnh ghép được vài tháng nè, mà cả nhà xem cái tốc độ sinh trưởng của nó là khá nhanh luôn cả nhà. Đây, cành nó vượt dài ha. Và rồi em Huỳnh ghép được rất là nhiều luôn, khoảng tầm mấy ngàn cây cúc thọ hương gốc nhớt. Hoa của nó như thế này cả nhà, hoa thơm bông chùm nhiều cánh nha, lâu tàn. Và khi rụng nó cũng rụng nguyên cái bông luôn. Rồi, một trong những dòng mai mạnh ha. Cây bây giờ hiện tại là cao cũng tầm từ 30 đến 36 cm. Chi chèo em thấy nó phát triển rất là nhanh và khỏe. Thì cây khi mà em dựng ngọn lên á, thì những cái chi, những cái nhánh nhỏ nhỏ của nó phát triển rất là đều. Mọi người có thể sưu tầm lấy bo nha. 100 ngàn một cây, 3 cây là em Huỳnh bao ship, 10 cây em tặng một. Do là dịp lễ thì em Huỳnh tri ân khách hàng ha, với để cho cả nhà mình sưu tầm cái dòng mai này. Bởi vì Huỳnh thấy nó quá hoàn hảo luôn. Nó vừa đẹp về lá, nó vừa đẹp về hoa luôn quý khách. Và đặc biệt là mặc dù nó cẩm thạch nhưng mà rất là dễ chăm. Mọi người nên sưu tầm dòng mai này. Rồi, sẵn đây có cây cúc thọ hương lá xanh nó nở nè, em cho cả nhà xem. Mặt hoa nó giống y chang như thọ hương lá cẩm thạch đó cả nhà. Đó, và cái cây này ở vườn Huỳnh nó đang nở rộ nè. Rồi, lô này của em Huỳnh ghép cũng được vài tháng luôn. Và hoa của những cây nó nhỏ nhỏ như thế này là em ghép gốc nhớt quấn rễ á mọi người. Nhưng mà đối với dòng mai ghép, khi mà mình ghép ít ngày thôi thì nó vẫn có hoa nha. Rồi, cây này thì cao bây giờ khoảng tầm 40 cho tới là 55-60 cm. Thì cả nhà cũng có thể sưu tầm lấy bo được, 70 ngàn một cây. 4 cây là Huỳnh bao ship, 10 cây em tặng một cây, nó xanh tươi luôn. Hàng ngàn cây luôn cả nhà, rất là nhiều, số lượng em Huỳnh nuôi rất là nhiều luôn. Rồi tiếp tục em giới thiệu cho quý khách đó là mai cúc hoa hồng Thanh Tú. Đặc điểm của dòng mai này đó là lá của nó non, nó là màu đỏ rất là đẹp, đỏ đậm. Rồi hoa thì phơm hoa y như cái bông hồng, nó vung lên nó nhiều lớp cánh nên gọi là hoa hồng Thanh Tú. 100 ngàn một cây, 3 cây là Huỳnh bao ship, 10 cây em tặng một. Quý khách có thể thấy được là các cái cành nhánh của nó phân chả chi nhánh rất là đều và đẹp, dài, mọi người có thể sưu tầm lấy bo. Rồi tiếp theo một loại nữa đó là siêu bông Sài Gòn. Trời ơi, dòng mai giảo siêu bông Sài Gòn này phải nói rất đẹp cả nhà ơi. Bông to và cánh phơm nó cũng to nữa. Một số thì em Huỳnh dựng ngọn rồi, còn một số thì em Huỳnh chưa dựng ngọn. Đây, không kịp mà để dựng ngọn cho quý khách luôn nè. Đó, nó dài như thế này luôn rồi. 3 cây là 290 ngàn là em Huỳnh bao ship, 10 cây em tặng một. Mọi người sưu tầm lấy bo vi vu nha. Và cái lô này gốc này nó cũng to và khỏe nữa cả nhà. Em thấy nó cũng khá dài nè, mọi người sưu tầm cái đợt bo này em thấy nó được nhiều á. Rồi quý khách nhanh tay ha, sưu tầm dòng mai này. Bởi vì siêu bông Sài Gòn thì nó nở rất là đẹp luôn, nụ nhiều và nụ to nữa. Cái bông thì khỏi chê luôn quý khách ơi, em bao giống 100% cho quý khách. Đây mọi người thấy các cái gốc của nó nè, to đều đều ha. Rồi tiếp tục nữa, một dòng mai nữa đó là tiếng vua bông chùm, hay còn gọi là tiếng vua siêu nụ. Cái nụ của nó y như lông nhím, như là xương cá luôn quý khách. Thì Huỳnh chọn cái lô này ghép cái gốc quấn rễ rất là khỏe và đẹp. Cái cuộn xoắn của nó, cái cuộn củ nở của nó rất là to luôn mọi người. Và bây giờ chọt bo nó cũng khỏe nữa nè, cây dài ha. Khoảng tầm cỡ như là 30 đến 35 cm đủ lên. Nó có chi chèo nhánh, 200 ngàn một cây, 2 cây là em Huỳnh bao ship, 10 cây em tặng một. Dòng mai này rất là đẹp cả nhà ơi, tiếng vui nha. Hoa của nó từ 5 cánh đủ lên. Đây, nụ của nó nhiều như cây mẹ như thế này luôn nè, chi chích như vậy luôn. Và dòng mai này em Huỳnh thấy nó rất là mạnh luôn, phát triển nhanh. Màu trắng trên khoi này chính là cúc bạch mai, nhiều lớp cánh, khoảng tầm 30 mấy cánh trở lên. Cây bây giờ thì nó không cao lắm cả nhà, nhưng mà em ghép cái củ đế của nó rất là đẹp. 250 ngàn một cây, nếu quý khách lấy 2 cây là 400 ngàn, Huỳnh bao ship. Rồi cả nhà thích loại nào thì hãy alo cho Huỳnh. Và dòng này thì nó tương đối mạnh cả nhà. Mến chào và hẹn gặp lại.